bữa nay trốn xuống đây ăn cái gì á Liên Hồ? Anh hứa ăn cóc nè, anh hứa ăn cóc chấm ướp. Trời, trời ơi, năm trứng hất đỏ luôn gừa hết trơn vậy. Trời ơi, nãy giờ em ăn nãy giờ hết trơn dĩa luôn rồi đó, nó cay trời, ăn gần hết rồi mới biết cay. Mặt bởi vậy á là cái này là cái lỗi, biết lỗi gì không? Lỗi ham ăn, xuống đây ăn mình nên. Bởi vì nó bị cay. Nãy thấy anh chạy ngang rồi chứ bộ. Anh thấy nãy thấy chạy ngang thấy một dĩa dung luôn. Thì giờ đó, còn có miếng ăn thử. Như em ăn trúng cái ớt rồi, mặt đỏ luôn, cái chén nóng luôn trời. Bây giờ cái... bớ mà cay dữ vậy. Em á, nè mấy chớ cái nhỏ này mới cay bà cố luôn. Bây giờ sao ớt, trời? Ớt này là như là người ta gọi là ớt chim hay gì nào phải không? Ừ, tự mọc á, mấy trái nhỏ nhỏ gì nè. Ờ, trời ăn thử miếng này, sao cay dữ vậy? Cái này cay quá rồi, cái này làm gì hết ta. Càng uống nước là càng cay thêm đúng không? Ừ, ăn có cái mẹo nè. Làm gì? Chị cay cực kỳ hay luôn. Làm gì kìa, mẹo gì kìa. Em biết á, ngày xưa á, thường thường mà người ta bị trúng độc không? Trúng độc hả? Lấy độc chị độc á hả? Đúng, không? Lấy độc chị độc. Rồi thiệt sao? Luôn á, đây là một cái mẹo nhân gian nha. Em không tin em ai dùm thử đi. Là đó. Sao? Ví dụ anh ăn nãy giờ anh cay rồi phải không? Đó, anh lấy cho ớt lên cắn à. Nhà đếp là hết cay. Ngộ vậy? Ừ, mẹ ăn thử ai. Thiệt không bé? Thiệt nè, hết cay đó, đâu có cay miếng nào đâu. Thiệt hả? Đó. Phải không? Hết cay. Ngộ vậy đó, đó. Lấy độc chị độc. Trời. Bây giờ em cắn thử nửa trái em nhai vô thử ai. Má ơi. Chết rồi, quét queo luôn rồi. Bà ngộ luôn trời. Chết rồi. Cái không, thở ra lửa luôn rồi. Rồi sao má? À, nói nghe nè, anh biết một cái mẹo này á là anh giải cay cực kỳ hay luôn. Bà ơi, bây giờ em muốn giải, bây giờ em muốn giải cay không mà đó anh giải cho cay quá trời cay. Đỏ mặt, chết rồi, cay lắm rồi má ơi. Không hả? Rồi, cái gì? Bây giờ em muốn giải cay không? Tại vì á là giải cay nè là ăn á mà ăn trúng ớt nè, ví dụ trẻ em ăn trúng ớt, người lớn tuổi hoặc là ai ăn ớt cũng được á. Rồi sao? Mà ăn trúng ớt, trúng nguyên trái ớt á, tại vì anh cho em thử nghiệm cái cảm giác mà cay như thế nào rồi chút xíu anh giải cay giùm cho. Lẹ đi trời, bà nội chảy nước mắt luôn chết rồi. Tại vì giải cay thì có nhiều cách lắm, để anh lên anh lấy đồ anh giải cay cho. Hay cực kỳ luôn. Uống nước giùm em luôn được không? Đó, càng uống nước là càng cay nha, không có được nha. Má này trời, tự nhiên vụ mình trời. Chết xong rồi. Lẹ đi. Từ từ. Bởi vậy á là trên đời này mà nó là có cái gì á nó cũng có một cái mẹo nó hết trơn á. Thiệt nghe bà nội, đừng có chờ, đừng có dụ nó nghe. Ủa anh cũng cay mà. Đó, nè, cay muốn chết. Nè, bây giờ đây là cái nước nè, người ta gọi là cái nước thần thánh. Nước gì? À, đỏ mắt hết trơn kìa. Giờ ngậm cái vô miếng này. Hết vậy? Vô ngậm, hết phân nửa được rồi. Sao anh không đem nước xuống? Không, bị cay á càng ăn á càng uống nước nó càng cay. Rồi cái này lấy gì vậy? Nước gì vậy? Thì hết nửa cái miếng đi. Rồi, không uống. Ừ. Ngậm nha. Ừ. Lấy lửa le 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 vòng ai. Hết cay không? 1 2 3. 3 giây hết cay. Ừ. Không? Ừ. Hả? Ừ. Bây giờ á là em ngậm vô rồi, rồi xong á là hết cay em phun bỏ. Phun bỏ đi. Hết cay không? Ui má ơi, hết thiệt. Hả? Ủa sai quá vậy? Cái trời, bởi vì đây nè, đây là cái nước. Nó hơi nhớt má ơi. Hả? Nó hơi nhớt nhớt vậy. Thiệt luôn. Cái này là thuốc độc. Cái gì kìa? Tại đình biết giải cay bằng gì không? Gì vậy? Cái này á là dầu ăn. Ờ, dầu ăn hả? Tưởng dầu dừa chứ phải không? Dầu ăn. Ờ, đúng rồi, dầu ăn. Ừ. Mà mốt á, thì thí dụ mà mình á là bị cay thì có nhiều cái cách giải cay lắm. Người ta có thể giải cay bằng chanh nè. Chanh hả? À, ăn bánh mì cũng được nè. Bánh mì phải không? Uống sữa tươi cũng được nè. Sữa tươi hả? Uống nước ấm cũng được nè. Thì có rất là nhiều cái cách mà giải cay. Nhưng mà cái cách mà ngậm dầu ăn nè là cái cách giải cay nhanh nhất. Đúng rồi. Phải không? Thiệt. Nó đỡ gắt cái lưỡi lại liền phải không? Hết thiệt. À, cho dù ăn trúng nguyên trái ớt luôn, ngậm dầu ăn vô hết. Hay ngậm vậy? Chừng vài phút, vài giây thôi. Chừng nào mà cảm giác mà hết cay á mình nhả bỏ. Vậy ha. Ừ, hoặc là mình đi xúc miệng lại cũng được nữa. Vậy là thường thường người ta cũng muốn sữa tươi cũng được ha. Ừ. Nhưng mà không có sữa tươi hoặc là ăn bánh mì. Bánh mì, bánh mì. Ừ. Làm gì tự nhiên đang cay vậy sao có bánh mì thì ăn đó. Không? Hoặc là ngậm đường. À đường. Ờ ngậm đường cũng hết nữa. Nhà mình thì có đường. Ừ, đúng rồi đó. Thường thường là có dầu. À nhà trong bếp ăn. Mình á, thường thường là nhà nào cũng có dầu ăn hết trơn á. Đúng rồi. Ừ. Đại đình ai thì mai mốt á mà đại đình mà lỡ có bị ăn cay á mà ăn cay không được giống bị Liên Ngô vậy nè. Thì nãy giờ mình cái mấy cái cách mình chỉ á
là để định sử dụng cách nào cũng được, nhưng mà mình nói thì mình thấy là cái cảm giác là dầu ăn là hiệu quả nhất luôn. Ngậm vô mà le cái lưỡi vòng như nè là hết cây nhanh cấp kỳ, khoảng chừng 5-6 giây là hết cây. 3 giây à, hồi đó điếm 3 giây thiệt. Được. Hết, đúng là hết thiệt luôn á. Hay không? Hay trời. Bởi vì nhiều lúc mà những cái mẹo nhân gian của mình mà. Bởi vì mình phải biết những cái mẹo nhân gian để mình chữa cây, chữa này nọ đó. Rồi bây giờ là anh ăn thử lại xong rồi anh ngậm. Anh nãy giờ chưa ngậm nữa nè. Gì hả? Đâu, bây giờ anh ăn nè. Nè, nhìn cho hết nha. Rồi. Rồi, bây giờ nha. Rồi, ok, tại vì anh ăn khán giả mới tin. Rồi sao? Ớt này là cay lắm rồi nha. Nuốt nè. Cây nè. Đỏ mặt luôn. Ngậm vô ăn vô nào. Ngậm vô phải không? Hết thiệt. Cái này là công nhận là hết thiệt luôn. Cái nhà hay thiệt quá anh. Tại vì đó, hết. Đúng rồi, cái hết đỏ. Hay thiệt. Cây cỡ nào cây nhưng mà ngậm dầu ăn vô là hết. Đúng rồi. Thấy không? Hay thiệt. Trời đó, đơn giản mà, bởi vì ăn trúng phải hết cái gì cứ ngậm dầu ăn giùm mình. Đúng. Đại Đình ơi, Đại Đình thấy mà cái mẹ mình có hay có hết á. Nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là nhà ai mà có em bé hoặc là người lớn, người già gì đó mà lỡ ăn ớt vô mà bị cay á, chỉ ngậm thôi. Chỉ ngậm vào ăn rồi phun bỏ rồi đi súc miệng như nước bình thường là hết cay nha. Hiệu quả luôn cả nhà. Thì cái này là công nhận luôn. Rồi đó, ăn nữa đi. Em á thì cũng dạng như là cũng ăn cay là dạng hơi hơi thôi, và vừa thôi, mà cay quá thì chị không nổi, mà càng uống nước thì nó càng cay nha. Đúng rồi. Nhưng mà cái cách này thì rất là hiệu quả luôn, trời, hay thiệt. Đúng không? Quá chị. Nhưng mà anh dụ em ăn cái ớt này không khoái anh rồi đó. Chửi mà luôn nữa Đình. Hồi nãy ăn á, cả nhà thấy không, là có mặt của mình nó đổ lên luôn như nào, nó cay. Tại vậy á, anh muốn cho em biết á là cái cách giải cay này có hiệu quả hay không. Hiểu rồi. À, rồi em đem anh, cái này lên em chia sẻ Đại Đình. Anh thử nghiệm em mà. Đúng rồi, đem liên ngô ra thử đọc. Rồi mà mốt á, thấy hay á, cái chia sẻ cho Đại Đình. Để mốt okay. Ai có bị ăn ớt ăn gì á làm theo. Thì em thấy cái cách này ok đó. Chứ ớt hiểm này cay lắm, ăn thử miếng nó đi. Mà có dụng ớt cay hồi nãy xỉu luôn, nhờ ngậm vào ăn phun ra hết liền luôn á.